Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch quý chư ni, kính thưa toàn thể chư vị đồng tu. Hôm nay là ngày 23 tháng 9 năm Giáp Ngọ 2014. Và buổi sáng hôm nay chúng tôi cùng chung với đại chúng tu tập tại Tịnh Thất Quan Âm, Hiệp An Đức Trọng Lâm Đồng Việt Nam. Đây là một ngôi tịnh thất mà chúng tôi gây dựng từ năm 2000. Mãi đến 2007 bắt đầu đi theo đường hướng chuyên tu, nhất môn thâm nhập trường thời hung tu, là tụng một bộ kinh Vô Lượng Thọ và niệm bốn chữ A-di-đà Phật. Thì bước đầu đó từ năm 2000 đến 2007 thì không có ai có mặt trên này. Hôm nay cũng có một sư cô hôm qua giáo nhàn được nghe biết là năm 2002, 2003 sư cô lên trên này mà vắng vẻ thì giáo nhàn mời ở lại cũng không có ở, bởi vì trên này không có ai, buồn quá. Sư cô về lại mãi hôm nay 12 năm sau là năm 2012 thì ni sư lên lại thấy ngỡ ngàng, không ngờ cái đạo tràng trong 12 năm mà từ không có người nào đến bây giờ hơn một cả ngàn người. Và đặc biệt từ 2007 đến 2010 giác nhàn chỉ ở một chỗ tập trung chuyên tu là tụng một cuốn kinh Vô Lượng Thọ, buổi sáng 4 giờ tụng 15 phẩm là đến 5 giờ, rồi lạy Phật 1 tiếng đồng hồ đến 6 giờ, và ngồi niệm Phật địa chung nửa tiếng đồng hồ đến 6 rưỡi, rồi bắt đầu giác nhàn nói chuyện, giác nhàn giảng. Bữa nào cũng nửa tiếng hoặc 1 tiếng đến 7 giờ rưỡi. Thường xuyên như vậy từ 5-6 người, mãi cho đến liên tục 2010 thì cũng được 400-500 người đi chủ nhật hàng tuần về, và cũng được khoảng gần 100 Phật tử ở thường xuyên là năm 2010. Từ năm 2010 bắt đầu bước sang 2012 rồi bước 2014 thì có số lượng người nó vọt lên rất nhanh, rất nhanh. Đó là 100 mấy người mà hôm nay nó vọt lên đến 1000 mấy người ở thường trụ ở đây. Thưa quý vị, sở dĩ mà cái nhân duyên mà giác nhàn thành tựu được cái đạo tràng đó là năm 2007 đến 2010, 3 năm giác nhàn không đi đâu, chỉ ở một chỗ tập trung giảng. Vì tập trung giảng như vậy cho nên cái đạo tràng nó có cái năng lực bảo tồn, nó tụ lại. Bắt đầu nó tụ lại rồi, bắt đầu năm 2010 bắt đầu giác nhàn đi giảng pháp các nơi. Bắt đầu là đến 2012 thì giao lại cho các chú để quản lý coi ngó. Thì đến hôm nay giác nhàn trở về lại, hôm nay là đây là ngày đầu tiên giác nhàn giảng vào buổi sáng, cũng giống như là 2007 đến 2010 mỗi buổi sáng giác nhàn giảng. Thì cái lúc 2007 đến 2010 là mỗi buổi sáng giảng thì trên này là một cái mái tôn rất là đơn sơ, rách nát. Hai bên hông là hai cái miếng bạc che. Ở bên trên tượng Phật là lấy cái hộp đèn á, người ta in quảng cáo á, in cái tượng Phật A Di Đà và lấy sắt ba vuông á, hàn thành cái khung. Thì trên này rất là sơ sài. Và giác nhàn ngồi dưới đất niệm để mà giảng, chứ không có được cái bàn như vậy để giảng, không phải bàn Phật như vậy. Mà từ 2007 miệt mài ngày nào cũng giảng, sáng nào cũng giảng với các cụ, 3 cụ cũng giảng, 5 cụ cũng giảng, 10 cụ cũng giảng. Từ cái tâm tư nguyện vọng của thầy 2007 đến 2010 nó hình thành được cái đạo tràng. Và đặc biệt nó hình thành được cái đạo tràng rồi, bắt đầu mới giảng nhàn mới đem cái pháp môn niệm Phật này rải khắp nơi. Và trang rải từ ngoài Hà Nội, Cẩm Phả, Hạ Long, Việt Trì, Hà Đông, Chùa Ngồi, rồi đi xuống tới Kiên Giang, Rạch Giá, vân vân, mọi nơi. Và đi nơi nào cũng gieo duyên cho người ta làm những cái phòng hộ niệm. Và mãi bắt đầu đến 2012 thì giao lại cho các chú coi. Thì các chú ở đây rất là giỏi, xây dựng lại được cái cơ sở hạ tầng cho các chú ở, cho các ni ở. Và cái chánh điện này là lúc cũ giác nhàn làm, thì các chú sửa sang lại, la phong sắp xếp, bên ngoài cũng có thêm một cái sảnh sửa sang làm lại đâu ra đó. Cho nên thành ra trong thời gian 2012 đến 2014, 2 năm quý Phật tử về tu tập rất là đông, mà hầu như là không có gặp thầy. Thầy ở khu chuyên tu đi giảng các nước trên thế giới, cũng như năm nay là đi giảng ở tại Mỹ và Canada.
Còn hồi năm ngoái thì ở thường xuyên một năm ở tại khu chuyên tu, không đi đâu cả, mà lên giảng thứ bảy chủ nhật. Giác Ngàn xây dựng cái khu chuyên tu 2013 xong. Và cái khu chuyên tu này để dành cho các chú nào làm việc trên này đó, nó mệt mỏi, nó không ổn định thì Giác Ngàn đưa xuống dưới đó. Bữa nay hôm nay khu chuyên tu dưới đó là 40 người, thì thầy lấy 20 người mỗi buổi tối là lên đây hộ niệm từ 10 giờ cho đến 2 giờ khuya. Ngày hôm sau là 10 người khác lên trên này. Và 10 người đang hiện tại trên này chung với thầy để gầy dựng lại và sắp xếp lại cho nó ổn định được cái đạo tràng. Hiện tại bây giờ cái lượng người quá tải, cả ngàn cụ, đúng ra trong này chỉ ở được 500 cụ thôi. Cho nên thành ra thầy lên lại trên này, thầy thấy với cái môi trường và không khí á, nó không đủ cho người để người ta thải ra cái carbonic, tức là cái oxy á, nó không đủ cái lượng khí, bởi vì lượng người quá đông. Mỗi lần thầy lên trên này là thầy đau đầu, bởi vì cái lượng người quá đông, cái không khí nó quá ngột ngạt. Cho nên hôm nay thầy sắp xếp lại làm sao cho nó ổn định mọi việc trong này, và bắt đầu từ giờ trở đi, chứ như trường hợp thầy đi phóng sanh thì thầy không có mặt ở đây, mà phóng sanh chỉ 1-2 ngày thôi, thầy quay về liền, trễ nhất là 3 ngày. Thì mỗi buổi sáng thầy có mặt ở đây, thầy tu từ lúc 4 giờ sáng cho đến 6 giờ, 2 tiếng đồng hồ, 6 giờ thầy giảng cho đến 7 giờ. Thì hôm nay có cái duyên, thầy muốn đem cái đạo tràng này nè, phổ biến cho toàn cầu, cho toàn thế giới, hay gọi là đạo tràng tịnh độ tại tỉnh Thất Quan Âm, đi con đường trực tuyến. Trực tuyến là gì? Là mượn đường truyền internet để tất cả mọi nhà và tất cả những coi chùa, nếu đủ duyên có internet thì thầy đến đó thầy thiết lập để cho họ thấy đạo tràng mình đang tu với họ, và thầy ngồi đây thầy giảng thì ở dưới đó cũng nghe. Đây là cái đạo tràng trực tuyến trên không trung. Thầy muốn đem cái pháp môn tịnh độ phổ biến cho toàn thế giới, mà phổ biến thầy ngồi tại đây để phổ biến cho toàn thế giới. Hôm nay có chương trình này, tuy nhiên nó còn một vài cái phương tiện là internet truyền lên đây hơi yếu, nó không có cái gối của cáp quang. Thầy đang tìm mọi cách để làm internet vô trong này đó. Còn nếu internet lên trong này không được, thầy có thời gian thì về lại dưới viện chuyên tu á, nó cũng có internet là bằng cáp quang. Thầy ngồi tại đó thầy giảng thì cái đường truyền trực tuyến này nè, quý vị sẽ gặp thầy trực tiếp, quý vị nói thầy nghe, thầy nói quý vị nghe. Còn nếu ai á mà muốn vào cái trang web vô lượng thọ .vn á, là thầy sẽ làm cái chương trình quý vị vào trong cái trang web vô lượng thọ .vn thấy thầy giảng trực tiếp luôn, chứ không phải là để thầy làm rồi quý vị mới xem. Còn những người nào mà vào trực tiếp cái thời gian á, ở tại Việt Nam là 6 giờ sáng, bên Cali á là nó đến 8 giờ sáng, nó đến 8 giờ tối, thì cái giờ nó hơi đảo lộn giữa Việt Nam với bên nước ngoài. Thầy sẽ thông báo trên mạng để mọi người đi vào trang web vô lượng thọ .vn thấy thầy ngồi tại tỉnh thất tu với Phật tử và giảng. Sáng hôm nay là chuẩn bị chưa kịp, đường truyền internet chưa chuyển vô đây, thầy mới nói chú Nhuận Tệ quay cái buổi thầy tu, quay cái buổi thầy lễ Phật, quay cái buổi sáng hôm nay thầy tụng kinh, và quay cái buổi hôm nay bây giờ thầy giảng đây. Ngày đầu tiên á là chiều hôm nay có đĩa lên trên mạng. Tiếp tục ngày mai thầy ngồi tu đây, Phật tử thấy ngồi đây tại tu tụng kinh chung với Phật tử, và thấy hơn 1.000 người mỗi ngày ngồi đây tu. Cái sức mạnh này dữ lắm nha. Cái sức mạnh mà kêu mỗi ngày có hơn 1.000 người ngồi đây tu, và thầy chủ trì ngồi tại đây tu, và tu xong rồi giảng lại cho quý vị nghe. Quý vị quan hệ không ạ? Đây là cái nhân duyên và phước báu của quý vị đã gieo. Chứ còn 2007 với 2010 á, là thầy ngồi đây chỉ có 5-7 cụ mà không có được phương tiện như vậy. Mà hôm nay quý vị ngồi được trong một cái đạo tràng trang nghiêm như vậy là cái phước của quý vị lớn lắm. Nhưng thầy muốn chia sẻ cái phước những người ngồi đây, cũng như là những người ngồi ở nhà, người ta chỉ mở cái laptop ra 6 giờ sáng Việt Nam, người ta mở cái laptop ra là thấy trực tiếp trên trang web vô lượng thọ.vn là thầy đang tu trong đó, và thầy đang giảng trong đó. 4 giờ sáng tại Việt Nam thấy thầy Nhàn đang tu, và 6 giờ sáng đến 6 giờ sáng Việt Nam thầy Giác Nhàn sẽ giảng. Tuy nhiên cái phương tiện internet lên trên này nó đang là một cái vấn đề khó xử cho thầy, vì internet lên trên này nó không có cáp quang, cho nên đường truyền nó yếu, thỉnh thoảng nó bị rớt. Nhưng thầy cố gắng bằng mọi cách cầu nguyện Phật gia hộ để đường truyền internet lên đây, thầy ngồi tại đây tu để tất cả mọi người trên thế giới vào trang web vô lượng thọ.vn, hay thầy tạo từng cái nhóm đường truyền trực tiếp
trực tuyến. Thầy muốn ở tại chùa Pháp Thường, hôm nay là chi nhánh của tỉnh Thất Quan Âm. Những người Phật tử khi nghe thầy nói đến trái băng đĩa này ở tại nước Việt Nam cũng như toàn thế giới á, mà một ngày 25.000 người về coi đó, thì hôm nay toàn thể quý chư ni ở tại tỉnh Thất Quan Âm gần 100 vị về lại chùa Pháp Thường, vì chùa Pháp Thường có cơ sở cổ ni. Thì khi mà chư ni về lại chùa Pháp Thường rồi thì cái ngày 24 này giác ngàn xuống, 25 xuống, 26 là phóng sanh, chiều 26 giáng ngàn xuống làm việc với thượng tọa, muốn mở một đường truyền trực tuyến và có một cái phòng để quý sư cô tu theo kiểu của tỉnh Thất Quan Âm. Và tất cả những Phật tử ở Sài Gòn, ở Nhân Trạch, Đồng Nai, lúc giáng ngàn về là người ta về 2-3 ngàn người, thì nên về chùa Nhân Trạch, Đồng Nai, khỏi phải đi xa lên trên này. Giáng ngàn muốn mở những chi nhánh mà những cơ sở đó là hợp pháp, có nuôi ni, thì chư ni về lại dưới đó. Và hôm nay các cụ quá trời đông trên này rồi, hơn 1.000 cụ rồi, thì thầy cũng sắp xếp, thầy gửi bớt xuống dưới thượng tọa, nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi. Hằng buổi sáng quý vị vẫn gặp được thầy như vậy trong đạo tràng, và gặp trực tiếp thầy giảng như vậy trong một căn phòng đầy đủ tiện nghi cho quý vị. Hôm nay thầy mới ngồi tại đây, tự nhiên thầy bật lên cái tư tưởng, thầy suy nghĩ thượng tọa Thích Thiện Pháp ở chùa Pháp Thường gọi lên đây nói thầy giác nhàn, tôi có một cơ sở rất là rộng rãi, nó hợp pháp đầy đủ tiện nghi, thầy trên đó quá đông người mà chật hẹp, tôi muốn làm chi nhánh để hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng lúc đó giáng ngàn chưa có một cái ý niệm gì cả. Nhưng hôm nay đến một cái lúc là chư ni không có được phép ở trong chùa cổ tăng, đó là cái quy luật của giáo hội, đó là cái pháp chế của giáo hội, cho nên thành ra thượng tọa Pháp Thường có cái cơ sở cổ ni hợp pháp, thì chư ni trở về lại dưới đó. Và hôm qua thượng tọa nói là xuống dưới này tu y chang như thầy cũng được, tốt lắm, niệm Phật 4 chữ, tụng kinh Vô Lượng Thọ, sáng là 4 giờ tụng đến 5 giờ là 15 phẩm, và 8 giờ rưỡi hoặc 9 giờ tụng 15 phẩm nữa là 30 phẩm, và chiều tụng 15 phẩm nữa là một cuốn kinh, đủ rồi, một ngày một cuốn kinh là đủ rồi. Tối tụng 48 lời nguyện rồi mình niệm Phật y chang như trên pháp hội này. Và thượng tọa đã hôm qua đã gặp trực tiếp với giác ngàn, với chư ni đã làm việc xong. Giác ngàn muốn đem chư ni một số những người trên này nó quá tải không đủ để chứa về lại chi nhánh của thượng tọa Pháp Thường, mà ngài đồng ý cho mình tu theo cái kiểu của pháp hội mình. Và một tháng thầy xuống đó một lần, có thể hơn, có thể hai tháng, tùy theo cái lịch thầy sắp xếp xuống dưới đó phóng sanh để toàn bộ Phật tử ở Sài Gòn đổ về. Hôm trước giác ngàn phóng sanh ở tại đó đó là hơn 2.000 người. Mà hơn 2.000 người như vậy, người ta tới người ta tham dự phóng sanh, người ta sẽ cúng dường để nuôi lại chư ni, chứ không có bị ảnh hưởng cái kinh tế của thượng tọa nhiều. Thì đó là cái tâm nguyện của thầy. Hôm nay ngồi tại đây là cái ngày mà giác ngàn muốn đem cái tiếng nói của mình được phổ biến cho toàn nước Việt Nam và toàn thế giới. Và hôm nay sáng giác ngàn giảng thì quý vị thấy giác ngàn ngồi tu với đại chúng. 7 năm về trước, từ 2007 đến 2010 thì giác ngàn cũng ngồi tu với đại chúng, mà trong một cái hoàn cảnh này nó rất là sơ sài rách nát. Nhưng 3 năm đó không đi đâu, chỉ ở nhà để gầy dựng. Nhưng hôm nay với lượng người quá đông rồi thì giác ngàn cũng ở nhà để gầy dựng. Chương trình đi Trung Quốc để làm một cái máy thiết pháp của giác ngàn, giao lại cho chú Nhận Minh đi, đã hủy chuyến đi Trung Quốc, đáng là thứ hai tuần sau đi. Và chương trình đó mà để đi châu Âu để lên lịch xong hết rồi, mà giác ngàn thấy bà cụ hồi tối về thăm lại, thấy bà quá yếu. Bà nói thưa thầy, cái chân của tôi quá trời đau rồi. Thì tự nhiên trong linh tính nghĩ là chắc bà cụ không còn bao lâu đi. Cho nên cái chương trình mà quý thượng tọa Thích Thiện Phú, Thích Minh Phú á, dương sư bà ở bên Đức á, đã mở giấy mời, gửi giấy mời về mời giác ngàn đi rồi, thì mong thượng tọa khi nghe được cái đĩa này và khi nghe được chương trình này, mà hầu như thượng tọa đĩa nào giác ngàn lên cũng nghe. Bây giờ đây nè, đến trưa mấy chú làm xong cái đĩa này là chiều thượng tọa gặp được rồi, gặp giác ngàn trên mạng rồi, thì thượng tọa sẽ nghe những điều này là bà cụ quá trời yếu rồi. Giác ngàn điện thoại nhiều lần mà không gặp được thượng tọa, cho nên giác ngàn quyết định hủy chuyến đi châu Âu. Xếp đầu năm đến bây giờ mà giác ngàn hủy có hai vấn đề. Thứ nhất là bà cụ quá yếu, chân bà đi không nổi, bà nằm chỗ, thầy sợ thầy đi rồi thầy về không kịp, mình ân hận. Thứ hai là chùa hôm mấy năm nay giao cho các chú, hai năm nay chú Hiền quản lý, các chú quản lý, hôm nay giác ngàn muốn lên sắp xếp lại cho nó đâu vô đó, ngăn nắp cư sĩ ở theo cư sĩ, xuất gia ở theo xuất gia, các cụ ở theo các cụ. Nhưng mà các cụ bữa nay là quá tải rồi. Thì hôm nay giác ngàn muốn đem cái tâm nguyện của mình mở một cái đạo tràng, từ bây giờ là phát bồ đề tâm,
niệm Phật mỗi buổi sáng với các Phật tử. Và sáng nào khi niệm Phật, Giác Nhàn cũng cầu nguyện Phật gia hộ cho con xây dựng một cái nhà dưỡng lão để đưa toàn bộ các cụ ra bên ngoài, để cho các cụ có chỗ ở được đầy đủ tiện nghi. Còn bây giờ Giác Nhàn qua bên đó thấy các cụ ở nó lượm thượm mà nó bê bối, mà nó chưa được trật tự vì các chủ các chú nhận vô nhiều quá. Và các cụ có những người mà không có thân nhân chở bỏ đại trong này luôn, bệnh hoạn mọi thứ giống như một cái trạm y tế chứ không phải là cái chùa nữa. Nhưng vì cái lòng từ bi của thầy thương các cụ quá, cho nên thành ra thầy phải để trong này để thầy lo lắng. Một số các cô râu lửa gia đình người ta bỏ luôn trên này. Bây giờ thầy muốn làm một cái cơ sở hợp pháp. Giáo hội Phật giáo Việt Nam có gửi cái thông tư về giáo hội tỉnh Lâm Đồng cũng như các tỉnh rằng thống kê những cơ sở nuôi trẻ mồ côi, người khuyết tật và những cụ già. Đây là giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thống kê nghĩa là sắp xếp và cho cơ sở, từng cơ sở Phật giáo như cơ sở của tỉnh Thất Quan Âm là cơ sở hợp pháp được nằm trong giáo hội và nhà nước quản lý, được mở nhà dưỡng lão. Đây là cơ hội rất lớn mà Giác Nhàn bây giờ phải thi hành để làm cái nhà dưỡng lão này thuộc cơ sở của Phật giáo, để quản lý các cụ và sắp xếp các cụ ở một cái điểm có miếng đất ở bên ngoài ngày kia. Có 3-4 sào thầy đã mua rồi, đang làm tượng Phật với đậu hũ ngoài đó. Bây giờ thầy xây dựng một cái nhà dưỡng lão để đưa toàn bộ các cụ ra đó. Ở trong này là toàn bộ các chú, bữa nay là 256 chú ở trong này sinh hoạt trong này. Phật tử đi đi về về là nữ, thầy đem qua bên cái chỗ quý sư cô đã đi rồi, có một nhà, nhà đó chứa là 40-50 người, 30-40 người đó. Toàn bộ Phật tử nữ ra bên ngoài đó. Phật tử nam được phép tạm trú trong này, nhưng thầy phải xét duyệt cái về đây đó là cho cộng tu một tuần á, là phải coi người này là đến đây tu, là tu hay là trốn nhà ra đi, hay là có bị những chuyện gì, thầy phải xét cho kỹ. Thì trong này chỉ toàn bộ là nam, không có nữ ngủ lại trong này. Muốn làm như vậy thì phải hết sang năm. Thì hết sang năm đó là nhà dưỡng lão xong, bắt đầu chuyển toàn bộ các cụ ra ngoài đó. Và tất cả những người Phật tử nữ thì về thầy to trạm trú ở bên ngoài chùa, tuy rằng vẫn là sinh hoạt trong chùa. Đó là cái nhà của quý chư ni, là hâm lâm này quý chư ni đi giao cái nhà đó lại thầy xử lý. Và tự Phật tử nam về lại trong này thì được ở trong này, và toàn bộ trong này là nam không, không có một người nữ nào lọt vô đây. Thì phải hết sang năm mới xây xong nhà dưỡng lão. Đó là cái ý định của thầy. Ngay giây phút này thầy muốn làm cái đạo tràng thầy như vậy. Mà muốn làm như vậy thì ngay lúc này thầy phải ở nhà, ở tại đây, sắp xếp lại các chú đâu ra đó hết, ban bệ đâu ra đó hết. Một cái chùa hơn 1.000 người này là 20 ban, hơn 20 ban. Ban trà nước, nốt nước cho các cụ, ban nấu ăn, ban tụng kinh, rồi ban bảo vệ, rồi tiếp nhận người vào tu, 20 ban thầy mới sắp xếp xong. Thầy muốn những ban này thầy sắp xếp xong phải y giáo phụng hành đúng như vậy để làm việc với thầy. Và mỗi buổi sáng thầy lên đây tu, bắt đầu thầy giảng. Thầy giảng xong là chiều quý Phật tử đã có được xem đĩa trên mạng rồi. Cũng như tất cả những điều hồi nãy giờ Giác Nhàn nói như vậy là chiều toàn thế giới cũng như nước Việt Nam đã có nghe được những điều này. Đó là một việc thông tin truyền pháp qua mạng lưới internet phổ biến toàn cầu. Đó là cái điều Giác Nhàn muốn. Thì cả hết sang năm để xây cái nhà dưỡng lão thì Giác Nhàn phải trực chiến ở đó. Xây dựng các nhà dưỡng lão phải làm như thế nào, xây dựng phòng ốc các cụ ra sao, có một cái trạm nhà y tế để các cụ chữa bệnh và lo bệnh hoạn cho các cụ, phòng ốc vệ sinh sạch sẽ. Hiện tại bây giờ cái cơ sở này là cơ sở tôn giáo thờ phượng ở đây, nhưng mà số lượng người hơn 1.000 người, phân nó không thải được, nó không thải kịp, mùi nó bốc vô trong bàn Phật. Không nên. Nhưng bây giờ cái thế mình chẳng đặng đừng, không thể đuổi các cụ đi đâu, mà mình phải điều tiết làm sao cho sắp xếp. Chứ bây giờ cái môi trường này ai đến thấy cũng hôi hám, dơ bẩn quá. Dơ bẩn là về cái vấn đề vệ sinh đó, thầy sẽ sắp xếp lại. Thầy bây giờ trực tiếp ở trên này thầy làm cho nó gọn gàng, để sắp xếp lại chỉ trong vòng 1 năm tới là chùa này nó sẽ trang nghiêm thanh tịnh như khu chiên tu. Toàn bộ trong này là người nam, cũng như cảnh giới cực lạc, muốn về Tây Phương cực lạc phải chuyển nữ thành nam. Thì thầy muốn mọi người vô này là chỉ có nam, chỉ có nam, loại BD luôn nha, loại luôn á. Bữa nay thầy lên là mấy chú BD phải cẩn thận với thầy đó nha, thầy biết hết à. Thầy phải xử lý trọn vẹn hết, đừng có ổng ẻo nhõng nhẽo mà vớ vẩn với thầy đó. Bữa nay thầy sắp xếp lại hết, thầy trực tiếp ở đây à. Vì cái ngôi chùa này là cái duyên Đức Quan Âm Bồ Tát gia hộ thầy đến đây,
Trước năm 2000 là thầy nằm mơ, thầy thấy Đức Quan Âm đã cho thầy hai viên thuốc, lúc đó đang bệnh hoạn, và lạy cầu nguyện Ngài có một chỗ để nuôi mẹ già và nuôi các cụ già. Mà quý vị biết từ khi mà Quan Âm gia hộ có một con voi á, ông chở thầy lên đây á, thầy òa lên thầy khóc, mà thầy trong thời gian ngắn á, mà được một cái duyên là nhân người mua một miếng đất trong ngay chánh điện này thôi nè, hai sào thôi, mà Phật gia hộ bây giờ một bãi dưới đó để xe trước mặt, xung quanh đây quá chừng rộng rãi là Quan Âm gia hộ. Thì bây giờ có chuyện gì thì Quan Âm cũng sẽ gia hộ, mà muốn Quan Âm gia hộ thì mình phải niệm Quan Âm, mình chân thật mình tu hành, mà không phải chân thật một mình thầy mà cả đại chúng chân thật tu hành thì mới có Quan Âm chư Phật gia hộ. Mà cái người lèo lái con tàu đứng đầu đó phải anh minh sáng suốt để sắp xếp kịp thời cho pháp hội được yên ổn. Quý vị biết từ năm 2000 thầy đến đây là mỗi buổi sáng thầy lạy 50 danh hiệu Bồ Tát Quan Âm, có muốn thành lập đạo tràng niệm Phật, chứ không phải pháp hội nha, pháp hội là nó lớn, còn đạo tràng là nó nhỏ. Cứ sáng nào cũng con nguyện Đức Quan Âm gia hộ cho con được thành lập đạo tràng niệm Phật, lạy 50 danh hiệu, 10 ngày hết một cuốn kinh Ngũ Bách Danh. Vì cái danh hiệu mà thầy lạy 500 danh hiệu, quý vị biết rằng là lưu lót mà được có cái lực như vậy. Mà vừa rồi vía Quan Âm ở Đại Tuần Lâm á, tuy rằng thầy báo là tháng sau, nhưng mà tháng này á, thầy về đi Canada về kịp thầy tổ chức. Mà quý vị biết là giảng trên này, giảng với Hậu Giang, và giảng 18 tháng 9 này đó ở Đại Tuần Lâm là nó tắt tiếng, nó rác cổ, nó tắt tiếng luôn. Sáng lại không được mà đọc từng chữ, từng chữ, từng câu, từ từ mà Quan Âm gia hộ cho hết 500 danh hiệu, 3 tiếng đồng hồ, hết khang tiếng. Hết khang tiếng. Và Thượng Quảng Hiển ngồi dưới đó, ông kêu, ông tôi cảm động quá, thầy lại Quan Âm mà mưa tầm tã mà mọi người ngồi trong này. Những người mà lại 500 danh hiệu là mưa tầm tã bên ngoài mà họ vẫn lại. Đưa khúc phim này vô cho mọi người nghe, người ta cảm động. Quá trời, 50.000 người người ta lại. Thì thầy nghĩ cái công đức mà 10 lần thầy pháp, 10 lần mà thầy hướng dẫn 50.000 người lại tại đó đó, rồi cho băng cho đĩa là toàn bộ pháp hội của mình mang xuống để lo hết cho tại pháp hội đó, thì thầy nghĩ chắc Phật gia hộ cho thầy, và thầy có một cái đức lớn lắm mới làm được. Chứ không phải dễ gì làm nha. Không phải thầy tự mãn, thầy nói là cái đức độ của thầy lớn. Mà cái đức của thầy lớn là nó từ đâu? Từ cái nhỏ nhặt nhất, nuôi từng cụ già. Hôm nay thầy vô từng cái nhà, thầy chăm sóc, thầy coi những cụ ra sao, thầy sắp xếp cho các cụ. Hồi hôm qua thầy đưa các cụ lên chợ, cái nhóm rau, nhóm này, nhóm nọ lên, để thầy kêu động, phát động mọi người phát tâm lên đi, lo cho các cụ đi. Ngay như thầy là trụ trì nè, mà bây giờ thầy ngủ chỉ có 2-3 tiếng thôi, thầy vẫn lên đây để thầy lo. Còn các cụ bây giờ là về đây hưởng của Tam Bảo. Thứ nhất, thứ hai nữa là gì các cụ? Thứ nhất, thứ hai nữa, thân mình còn mạnh khỏe thì mình lo cho người già, để chừng về sau người già lo lại cho mình. Chứ đừng có nói con hộ niệm 2 lần rồi, con làm rau rồi, con làm chuyện kia chuyện nọ, thầy còn kêu con làm thêm. Cứ việc làm đi, làm đó làm cho mình đó. Tranh thủ từng giây từng phút cứ làm đi, mà càng làm càng khỏe nha. Nghe nghe, càng làm càng khỏe nè, lắng nghe nè. Sao tự nhiên thầy nói đến đây, tự nhiên thầy nhớ cái cô Liễu ở bên Vancouver. Tự nhiên thầy nhớ đến cô này, thầy cảm động. Chắc là thầy nói câu chuyện này xong, thầy đưa đĩa lên mạng là cô coi liền. Hoặc giả là cô Quản Tánh ở Vancouver tổ chức cho thầy một cái pháp hội á, là bên Vancouver đó. Mà hôm bữa quý vị coi cái đĩa đầu tiên bên Vancouver, quý vị thấy đó, thì có cô Liễu ngồi trong đó. Và thầy đến Vancouver, cô gặp thầy. Thầy muốn kể cái mẫu chuyện này để cho cô Quản Tánh á, làm cái đĩa này ra đưa đến cô Liễu này, nếu mà cổ không có thời gian hoặc cổ chưa nghe trên mạng được cái đĩa này. Khi thầy đến Vancouver, cái buổi đầu tiên á, để ăn cơm chay á, ở các quán chay á, thì sư cô Tâm An ở chùa Pháp Hoa với quý Phật tử đưa thầy vào trong cái quán của cô Phật tử tên là cô Liễu. Lắng nghe nha. Tự nhiên sao thầy nhớ lại cô này? Thầy nhớ lại cô này, thầy nói để cho các cụ ở đây quá sướng hơn người ta. Quá sướng hơn người ta. Để nói vậy cho mình phát lòng bồ đề lên, để cho mình làm Phật sự chung tay với thầy. Ha. Thầy vừa bước vô quán, con nói thưa thầy, hàng ngày con coi đĩa thầy liên tục không gián đoạn. Con gặp được thầy con mừng lắm, đáng lẽ con phải về Việt Nam á. Con gặp thầy, nhưng mà nghe nói là thầy ở khu chuyên tu, cũng không thể nào gặp được thầy. Con sợ về không gặp được thầy, con rất là lo. Nhưng hôm nay vì sao thầy lại vô quán con thầy ăn? Đây là cái phước của con.
con được gặp thầy bằng xương bằng thịt. Mấy năm nay con chỉ nghe qua băng đĩa thôi, con chưa được gặp thầy trực tiếp. Hôm nay con không mời mà cái phước, cái quán cơm chay của con đã có cái phước, có duyên với thầy. Thì thầy mới nói là do hàng ngày cô nghe đĩa thầy, con vâng lời làm theo lời thầy dạy, cho nên thành ra đây là cái nhân duyên, gọi là cái lực cảm ứng, cho nên thành ra thầy đến đây. Cô kêu đúng, hàng ngày con nghe đĩa thầy rất là nhiều. Mà quý vị biết nha, mỗi lần mà người ta nói hàng ngày con nghe đĩa thầy nhiều, tự nhiên trong lòng thầy cứ muốn rơi nước mắt, mình mừng quá. Cũng như hôm nay có một cô đi bên Mỹ về đó, cái cô này ở bên Mỹ về mà hai vợ chồng từ bên Mỹ về mà phải về đến chùa thầy đích thân để quy y á. Hai vợ chồng về tại chùa phải quy y tại chùa thầy, cho quen không biết bao nhiêu các thầy trên thế giới mà quyết định về đây. Bởi vì hàng ngày cô nghe đĩa, cô thấy một bộ kinh Vô Lượng Thọ dễ tụng quá, bốn chữ A Di Đà Phật dễ niệm quá, rồi cô muốn theo thầy về đây. Rồi chừng già già cô về phòng giảng sanh, cô cũng khôn lắm. Cô này nè, hôm qua thầy nói á, cô bị mổ cái bọng tiểu bọng đái á, mà cô từ bên gì quý vị biết không, cô từ bên Vị Xê Nha bay qua tới Cali 6-7 tiếng, 7-8 tiếng tham dự cái pháp hội có thầy giảng ở tại Cali á, ngang ngồi 4-5 tiếng đồng hồ mà không đi tiểu. Hồi trước là cô không bao giờ ăn chay được, mà bây giờ cô phát tâm cô ăn chay trường. Mà mỗi lần mà cô phát tâm ăn chay trường mà cô không muốn ăn á, là cô đòi ăn mặn lại là cái miệng của nó sưng, nó phù lên dãy dãy như dãy cá vậy đó. Cô sợ lắm. Cho nên hôm nay là cô là người mà phát Bồ Đề Tâm về đây trực tiếp. Thầy hứa về đây thầy cũng như là đưa cô đi Đà Lạt đồ này nọ mà không có thời gian. Sáng nay cô bay về lại về Sài Gòn chuẩn bị về Mỹ rồi, không có thời gian để đi với cổ. Thầy lo sắp xếp quay quần với các cụ, không có thời gian. Cổ cũng rất là quan hỷ, hai vợ chồng từ bên Mỹ mà về tới đây xin quy y để gặp thầy. Còn quý vị trực tiếp có mặt ở đây, thầy nghĩ cái duyên của quý vị thù thắng, cái phước thù thắng lắm, nên vâng lời nghe lời thầy ha. Cổ là có nhiều cái kỳ tích mà có duyên với thầy, lạ kỳ lắm, rất là lạ kỳ. Lúc trước là không tin về Phật pháp, không hiểu về Phật pháp luôn, không biết Phật Di Đà là ai, Quan Âm là ai, Thế Chí là ai. Người ta đưa cái hình Đức Phật Di Đà, Đức Quan Âm, Thế Chí, cô không biết là ai. Cô tưởng ổ sao mà ông đứng với hai bà vậy, là cô này nè, ông với ông bà thôi chứ ông với hai bà vậy. Hôm nay cô có mặt ở đây là cô xin sám hối, cô gì cô không biết. Thành ra là cái cô này là thầy đã chính thức hai vợ chồng về đây quy y đặt pháp danh rồi ha. Đó, thành ra là thầy nghĩ rằng những người có duyên với thầy là qua mạng lưới internet rất là nhiều. Quay trở lại, thầy muốn kể lại một cái cô, đó là cô Liễu. Cô nói thưa thầy, bao nhiêu thầy đến đây, rất nhiều thầy, mà sao con không có duyên quy y, con chưa chịu quy y. Không biết sao hôm nay thầy đến đây, thầy mở pháp hội Vancouver, con muốn quy y với thầy. Nhưng mà con chỉ đi được ngày thứ bảy chủ nhật là cái ngày quy y mà thầy con không đến được. Thôi bây giờ thầy quan hỷ, thầy xếp cho con một cái giờ nào con quy y. Thầy sẽ xếp cho cổ cái giờ thứ hai sau khi pháp hội xong tại nhà chú Quảng Đạt. Thầy quy y, thầy đặt pháp danh là Diệu Âm Liên Đức. Cái chỗ này quan trọng nha, lắng nghe nha. Cậu nói như vậy, thưa thầy, con mở quán cơm chay hơn một năm, mà một tháng con phải bù 5.000 đô là 100 triệu, con bù lỗ. Con không hiểu vì sao, con không hiểu vì sao mà con làm phước, con làm quán cơm chay đâu phải con làm quán mặn đâu, mà Phật lại để cho con phải lỗ thầy. Sao lạ vậy thầy, con không hiểu vì sao. Thì thầy mới nói như vậy, đơn giản thôi, con làm tất cả việc đức, việc phước hay là việc tội, việc gì không biết, cái nhân quả nào nó ra nhân quả đó. Cô nấu cho người ta ăn mặn thì cái nhân quả này là nhân quả cộng nghiệp sát sanh, thọ mạng con ngắn và cô bị bệnh hoạn. Cô làm tất cả những việc thiện là cô nấu cho người ta ăn chay thì cô được cái nhân quả là sức khỏe có và thọ mạng kéo dài. Cô nói đúng. Thưa thầy, con lỗ nhưng mà sao con khỏe lắm thầy. Lúc trước con chưa bán quán cơm chay sao mà lại con bệnh rề rề, lúc nào cũng đi bác sĩ. Mà bên Canada là đi người dân thường trú dân á, ở bên Canada là vô nhà thương không có tốn tiền bệnh, cái an sinh xã hội nó cao như vậy đó. Con nói thưa thầy là con lúc trước không nấu quán cơm chay là lúc nào con cũng có bịch thuốc kè kè đi theo sau, nhưng mà sao bây giờ con bán quán cơm chay rồi đó, lỗ nhưng mà con rất khỏe, con rất vui tươi. Trời, nhìn cái mặt của cổ quan hỷ lắm nha quý vị nha. Ngắn nghe, lắng nghe nha, chỗ này quan trọng nha.
7 giờ sáng con ra con bán đến 10 giờ tối. Nghe nè nghe. Nghe như vậy thì Phật tử mới thấy mình ở đây á là sung sướng vô cùng. Sung sướng và được hưởng một cái phước ở đây. Mà đôi khi những việc nhỏ nhỏ mà đôi khi quý vị tránh né là quý vị mất cơ hội. Lắng nghe nè, lắng nghe lại nè. 7 giờ sáng bán quán cơm chay. Bán quán cơm chay, dọn dẹp xong xuôi hết là 10 giờ về tới nhà. 10 giờ về đến nhà làm thức ăn cho đến 3 giờ sáng. 3 giờ sáng lạy Phật. Mở cái máy mà lạy Phật giống như hồi sáng mình tu đây nè, 1 tiếng đồng hồ đến 4 giờ sáng. Ngủ từ 4 giờ đến 7 giờ, một ngày chỉ có 3 tiếng. Thức dậy nhiều lúc thức không nổi luôn, bởi vì nó còn say giấc ngủ. Còn các cụ ở đây 3 giờ rưỡi thức dậy, 4 giờ tu cho đến 9 giờ tối ngủ. Người ta lo lắng ăn uống. Cậu nói thưa thầy, không hiểu vì sao Phật gia hộ cho con mà con làm vằn vặt, con nấu ăn, con bưng cơm cho mọi người mà sao con vẫn khỏe thầy? Con không uống thuốc, con hết uống thuốc rồi. Thầy kêu đó Phật gia hộ cho cô đó, gia hộ cho cô có sức khỏe. Phật gia hộ phải y cứ nên cái nền tảng của nhân quả. Bởi vì là cô làm cái nhân quả là nấu chay cho người ta ăn, tuy rằng người ta gửi lại cái đồng tiền cho cô, nhưng trong mạng cô không có tài, trong mạng cô cái tài nó kém quá, cho nên cô nấu quán chay cô tích phước, nhưng mà trong mạng cô không có tài, cô vẫn lỗ. Và cô làm bất cứ việc gì cũng lỗ, bởi vì trong mạng cô không có tài mà. Hiểu chỗ này không? Hiểu chỗ này không? Hay, cái nhân quả nó hay quá. Nhân quả nhà qua ra nhân quả đó. Cái nhân quả cô làm đồ chay cô bán, tuy rằng không phải là trọn vẹn cô cho người ta, bởi vì cô không đủ cái phước để mà cô làm đồ chay trọn vẹn cô cho người ta. Còn ở tại tỉnh Thất Quan Âm nó có cái đức, nhờ công đức của thầy trụ trì, nhờ công đức của đại chúng mà người ta phát tâm cúng dường không phải bán. Thì những người mà nấu chay và thầy trụ trì và những người ở trong này sẽ hưởng được cái phước. Cái phước đó là mình bưng cơm cho người ta ăn, mình lo lắng cho người ta, và mình giúp đỡ cho người ăn chay mà miễn phí, thì cái phước của thọ mạng kéo dài và ít bệnh hoạn nó lớn hơn. Còn những người không bưng cơm chay được, họ về đây nè, họ lấy 1.000, 2.000, 5.000, họ bỏ vô cái thùng phước sương để cho thầy lấy đồng tiền này để cho thầy nuôi lo lắng lại cho các cụ, thì người ta tích cái phước cũng là tích cái phước ít bệnh hoạn, thọ mạng kéo dài. Cũng như hôm nay là gần 1.000 cụ, mà thầy nghĩ là chắc cũng 50 cụ, 500 cụ xài điện thoại. Hôm bữa thầy kêu giơ tay lên là 500 cụ. Thì hôm nay thầy khuyên thôi khỏi xài điện thoại nữa. Hôm qua thầy Thượng Quảng Hiển nói cái trường học của tôi á là các thầy học mà tôi còn cấm điện thoại nữa, huống hồ chi cái chùa chuyên tu của thầy. Cái chùa chuyên tu của thầy cấm điện thoại là đúng. Còn các cụ ở trong này thầy quản lý mà chẳng lẽ thầy cho nghe điện thoại? Mà 500 cụ giữ điện thoại này một ngày gọi bao nhiêu tiền? Thầy nói ít nhất là cũng 500.000 tiền cạc. Đó đó, ít nhất á 500.000 này sao các cụ không có lấy bỏ vô phụ với thầy để cho thầy nuôi lại các cụ, nuôi các cụ ngang, nuôi các cụ á. Trong khi đó là thầy đi nước ngoài thầy giảng, tưởng thầy đi nước nhà nước ngoài là cúng nhiều lắm mà. Người ta cúng 1 đô la 20.000. Những người ở phương xa, ở nửa dòng trái đất, ở một phương trời xa, người ta góp từng đồng từng cắc để cho thầy nuôi lại các cụ. Nhưng hồi trước giờ thầy chưa ra cái quy chế để cấm xài điện thoại trong này. Hôm nay thầy ra quy chế cấm xài điện thoại, chỉ có ban chức sự mới được xài thôi. Còn cụ nào trái phạm thầy trả về nhà liền. Bữa nay là làm việc là quân pháp bắt dị thân, chứ không phải kêu tu thân với thầy nhà nha. Hôm qua thầy kêu trả điện thoại đó, coi thử ai trả chưa nha. Không trả là thầy quyết định cho về nhà liền. Có nhiều người nói ô vì sao tôi có điện thoại tôi liên lạc với gia đình mà thầy lại cấm cản tôi, không cho tôi liên lạc gia đình để tôi tâm sự. Tâm sự cái gì? Tâm sự cái gì? Hay là ở nhà quấy rối? Một việc rất nghiêm trọng xảy ra, thầy nói ở đây cho mọi người biết luôn. Con cái kêu mẹ buộc phải bán lấy lại cái thất đi, bởi vì cá độ đá banh bị thua hay sao đó rồi. Hồi sáng quýnh mẹ trong này nữa,
Cái người này là cái người mà họ mới lên, không phải là chuyên tu. Chúng tôi thấy hôm nay cái chùa chúng tôi nó hơi trục trặc một chút xíu, chúng tôi phải điều chỉnh lại trong 2 năm chúng tôi giao lại cho các chú. Nói như vậy cho mọi người biết rằng là không phải rằng là ở trong cõi ta bà này vô trong chùa là yên ổn đâu, phải về tới cực lạc mới yên ổn. Nhưng cái chuyện này chúng tôi xử lý được ngay. Bây giờ chúng tôi ở trực tiếp đây, chúng tôi muốn nói rằng là các cụ mà còn liên lạc đến gia đình là rắc rối. Cô này đã lên đây có cái thất ở đây rồi, đã có cái thất ở đây rồi, là hồi xưa người ta cất cái thất 400 triệu đó, thì bây giờ đó thì trả lại cái tiền cho người khác để mà ở trong thất đó. Hồi trước thầy nghèo thì chưa có tiền, mấy cô đó có bỏ tiền ra người ta xây cái thất, hôm nay trả lại người khác. Cổ đã viết giấy rằng là không ở được là không bao giờ bán cúng dường cho chùa, nhưng đứa con nó ép cổ phải bằng mọi giá phải đưa tiền cho nó. Thì lại có một Phật tử khác lấy lại, và từ giờ trở đi gia đình chú Long này là không bao giờ là sang nhượng trong chùa, và chấm dứt từ giờ trở đi là không sang nhượng gì trong chùa hết. Cũng dễ bị mang tiếng chuyện này, gửi lại tiền cho cái cô này thì cô này đi xuống thuê nhà trọ ở. Hôm qua nói thưa thầy, con xuống nhà trọ con không có cái giường ở thầy, là con phải đem cái giường của chùa thầy con mang xuống được không? Thầy kêu cô ơi, cô đã hết phước không được ở trong chùa mà cô cầm cái giường xuống đó, giường của Tam Bảo, coi chừng mình xài của Tam Bảo mà không phải ở trong Tam Bảo là mang tội. Thì sáng hôm nay tự nhiên thầy sực suy nghĩ lại, thôi cô không có cái giường cho cô mang cái giường xuống đi, thầy mua cái giường khác cho những người khác nằm, lấy cái giường đó cho cô nằm, ngày ngày cô lên đây cô niệm Phật. Quý vị thấy chưa? Thấy liên hệ với gia đình chưa? Chết chưa? Thầy cấm điện thoại là vì cái chuyện này. Liên lạc với con cái bây giờ nó chạy lên đây, nó buộc bà phải đưa tiền lại, không thì nó quánh. Thầy nói chuyện này để cái lý do mà thầy cấm lại cái điện thoại. Các chú bữa nay cũng cấm điện thoại luôn, còn chú nào hút thuốc là cấm luôn. Hôm nay thầy nói đưa đây là đưa toàn thế giới, để cho chùa thầy ai về đây phải biết là như vậy. Những người mà nghe địa giảng của thầy xin về đây tu thường trụ á, phải cũng chấp hành đúng như cái lời thầy vừa nói. Thầy sắp xếp lại cho đâu ra đó đàng hoàng. Và thầy muốn nói cho quý vị biết rằng là mình các cụ đừng có nghĩ rằng là mình làm nhiều là mệt, mà càng làm càng khỏe. Cái cô Liễu này có làm từ 7 giờ sáng đến 10 giờ tối về tới nhà, có làm đồ ăn đến 3 giờ khuya, và từ 3 giờ khuya của lạy Phật đến 4 giờ khuya. Cô mở cái máy ra cô phải nghe tiếng thầy lạy, cho nếu cô lạy một mình nó buồn ngủ, nó nằm dài xuống nó ngủ luôn. Mà 4 giờ đến 7 giờ sáng có 3 tiếng đồng hồ được ngủ thôi mà sức khỏe vẫn phi thường. Nó lạ. Ai cho cái sức khỏe này? Phật gia hộ. Và cái nhân quả bán đồ chay cho người khác, cho nên thành ra được cái nhân quả phản hồi là sức khỏe, ít bệnh hoạn. Con nói thưa thầy, từ khi mà con bán quán chay đến bây giờ có lỗ, con rất là buồn. Cái nhiều lúc cô đêm con khóc với Phật Di Đà với Quan Âm, sao mà cha mẹ, cô nói Phật là Di Đà là cha, Quan Âm là mẹ, cha mẹ làm sao để cho con lỗ, con không hiểu. Thì thầy mới nói ra rằng là cô lỗ là do trong mạng cô không có tài. Cô hỏi vì sao không có tài, kêu do không biết bố thí, do đời trước và đời này keo bà cố. Kêu bà cố rồi chứ không phải bà nội nữa, phải không? Kêu thôi giờ con xin thầy quy y, ta đặt pháp danh là Diệu Âm Liên Đức. Diệu Âm Liên Đức là cô đang tích đức. Khi mà cô tích đức, cô nấu chay cho người ta ăn á, từ 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 cái phước nó sẽ xeo đức này mà nó sanh ra. Cô nói hôm nay thầy lý giải, con đồng ý với thầy cái lý giải này. Con đồng ý với thầy một cái lý giải, đó là hôm nay con tích đức, con bán quán chay ha, và từ từ cái phước này thầy xeo đức, con bằng lòng con nghe. Nghe nói thầy đi Trung Quốc qua Phổ Đà Sơn, con đóng cửa một tuần, con bay qua Phổ Đà Sơn với thầy bên đó. Bây giờ thầy đang lo mà thầy không qua là không biết cô có nghĩ gì không. Thì thầy nói trên đĩa này là cổ nghe được là chắc cổ hoan hỷ. Con muốn tới Phổ Đà Sơn á, từ bên Canada, Vancouver á, con đến Phổ Đà Sơn, con thấy thầy lên trên đó đó, để mà thầy đảnh lễ trên Phổ Đà Sơn á, con muốn bay qua đó con ở, con đảnh lễ Quan Âm. Bây giờ con có duyên Quan Âm lắm, mỗi lần con nguyện cái gì là Quan Âm gia hộ cho con. Con nguyện bây giờ con lỗ rồi, Quan Âm làm sao cho con có tiền. Thì tự nhiên người ta thuê cái nhà, mỗi tháng có được 5,000 có bù vô vừa. Lạ kỳ á, mầu nhiệm lạ kỳ á. Rồi con nguyện làm sao con gặp được một vị minh sư, một vị thầy mà con ưng ý giải đáp cho con những cái thắc mắc, và cái pháp tu mà con thấy phù hợp con xin quy y. Tự nhiên có gặp chúng tôi cái con xin quy y. Nó lạ kỳ. Cái này là cái duyên của thầy trò. Cũng như hôm nay chư ni cũng là có cái duyên đồng đạo, gọi là bạn lữ với nhau.
Còn các cụ với các chú cũng gọi rằng là gì? Có duyên với nhau, Phật tử có thầy, với thầy có nhân duyên. Mà khi ai có nhân duyên với thầy rồi mà thực sự họ chịu lắng nghe thì thầy bỏ bọc tới nơi. Còn họ không chịu lắng nghe, họ tự động bỏ ra đi, thì thầy cũng bó tay .com.vn luôn. Bây giờ biết sao hả? Họ không chịu lắng nghe, họ không chịu sửa đổi, họ là mới vô nhưng mà họ làm theo ý họ. Thì bây giờ mình dạy họ, họ lắng nghe thì họ trở thành người tốt. Họ không lắng nghe coi như là hết duyên. Đức Phật nói, những người không có duyên với ta, ta cũng không độ được. Có một cái bà già đó, bà bán bánh ít. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế. Đức Phật tới để giảng pháp cho bà nghe. Bà nói, ông Cồ Đàm ơi, tôi điếc tai rồi, tôi không có muốn nghe ông, mà sao ông cứ nói hoài. Bà quay mặt ra sau lưng, Phật cũng gì, thị hiện thành một vị sau lưng. Bà kêu, tôi đã không thích mà sao cứ đứng nói hoài à. Bà quay qua bên này cũng thấy Phật, bà quay qua bên này cũng thấy Phật, bà nhìn đâu bà cũng thấy. Thôi bà bịt mắt, bà bịt tai, bà nhắm mắt. Phật kêu, người này vô duyên, gặp Như Lai mà Như Lai không độ. Cái bắt đầu Phật nhập định vô, thấy đời trước là La Hầu La, có một đời là con của bà. Phật cho La Hầu La đến. Ghê chưa? Phật là thần thông diệu dụng mà vẫn không độ được bà già bán bánh ít. Mà quán căn cơ đời trước, thành Phật là ngày thấy được 500 và nhiều ngàn đời trước nữa. Thì Phật nhìn thấy đứa La Hầu La là con của Phật mà đi xuất gia rồi đó, là con của Tất Đạt Đa đó nha. Thì Phật cho La Hầu La đến. La Hầu La đến ngồi nói chuyện chơi chơi, cái bà cho bánh ít La Hầu La ăn. La Hầu La ăn bánh ít không nói chuyện xong chẳng bao giờ chùa. Dẫn về chùa xong độ được bà. Thì Phật nói, ta không độ được với người vô duyên. Vô duyên, ta không có duyên với ta là ta không độ được. Ta không độ được với những người mất trí, họ không còn trí tuệ sáng suốt. Ta không thể độ được cho những người này. Và những người này người ta không đủ duyên. Vì vậy cho nên thành ra tại pháp hội mình không nhận những người mất trí. Họ điên điên khùng khùng, họ dùng một cái bạo lực, họ lại đánh người ta, họ đâm đầu vô trong xe, đâm đầu vô trong nhà cho chết. Thì mình lãnh đủ. Cho nên hôm nay chúng tôi phải làm lại cho gọn gàng đâu ra đó. Chúng tôi sắp xếp lại mọi mặt. Tất cả các cô trẻ không được ở trong này, chúng tôi sắp xếp lại đâu ra đó hết. Cho nên ngày hôm nay là cái ngày đầu tiên chúng tôi ngồi tại pháp hội giảng. Thì chúng tôi nhớ lại cái ngày 7 năm về trước là 2007 cũng ngồi tại đây, mà không được cái hoàn cảnh chư tôn đức ni như vậy, và không được cái hoàn cảnh là toàn bộ quý Phật tử hơn 1.000 người ngồi đây. Nhưng mà chỉ có 5-7 người chúng tôi gầy dựng đến ngày hôm nay. Mà đến ngày hôm nay rồi nó quá chừng đông nhưng chưa ổn định, cho nên chúng tôi quay về lại đây, ngưng đi mọi nơi, phải sắp xếp lại đạo tràng đâu ra đó hết. Ổn rồi bắt đầu 2016 muốn đi đâu đi? Muốn đi mở cái pháp hội. Mà năm 2016 là chúng tôi mở pháp hội ở những tiểu bang trên thế giới như là Washington, Seattle và Oregon và Chicago, Atlanta, Houston, Texas, và đó là Nam Cali, Santa Ana, và miền Bắc Cali là San Jose. Đó là những cái điểm mà chúng tôi sẽ tổ chức năm 2016. Năm 2016. Và cái chương trình để mà chúng tôi được làm cái đường truyền trực tiếp một cái pháp hội khắp nơi trên thế giới đó, là cái anh ở bên San Jose là anh phát Bồ Đề Tâm để cúng dường, anh Diệu Âm Đức Quang này đó, anh phát Bồ Đề Tâm cúng dường cái làn sóng để chúng tôi phát thanh đi khắp nơi trên thế giới. Đó là anh Đức Quang và Diệu Trang. Sáng hôm nay 2 giờ khuya chúng tôi điện qua gặp anh, và anh đã giúp đỡ chúng tôi và mua được cái làn sóng này. Có những tổ chức đông thì được cái chương trình đó, và khi chúng tôi nói những cái đĩa này phổ biến khắp trên thế giới thì gọi điện về 0909 747474, gặp chú Nhuận Minh là chú Quang. Chú Quang sẽ đưa số điện thoại cho chú Nhuận Tuệ là chú Sang, sẽ chỉ cho người ta mật mã và chỉ cho người ta những thủ tục. Khi chúng tôi nói chương trình này nè, thì châu Âu, châu Úc và Mỹ, Canada, Việt Nam, khắp nơi trên thế giới có thể xin cái chương trình miễn phí, là đặt tại một cái nhà của mình 5-7 người, 9-10 người mỗi buổi sáng tu với thầy. Và gì? Và nghe thầy giảng trực tiếp, nghe thầy nói trực tiếp. Nhưng thầy xin thưa là cái này là cái tâm nguyện mơ ước, mà không biết cái đường truyền cáp quang lên đây có được hay không. Đường truyền cáp quang lên không được, mà internet lên được thì nó hơi yếu. Đó là cái hơi trở ngại cho thầy một chút. Thầy nói là thầy làm được, nhưng mà cái đường truyền internet nó hơi yếu. Bây giờ chương trình này nó phụ thuộc vào đường truyền internet. Thì bây giờ thầy muốn làm cái đường truyền internet cho nó mạnh nhất, nhưng mà trên núi này nó hơi khó.
Để thầy nói như vậy các vị cứ đăng ký đi, cứ đăng ký những cái chương trình như vậy. Còn những người mà không còn chương trình đăng ký, nó có 25 nhóm hoặc 50 nhóm, là 50 nhóm đó có thể là 5 người, 10 người, 20 người, 100 người cũng được. Mình thiết kế một cái tivi rồi mình sẽ vào trong đó mình đăng ký, có máy vi tính đăng ký để mở ra coi. Thì chúng tôi sau khi xong đây, chúng tôi thí nghiệm trước là về khu chiên tu chánh điện. Mỗi buổi sáng các chú tu với thầy, và mỗi buổi sáng thầy ngồi đây giảng, các chú ở khu chiên tu nghe được. Và thiết đặt luôn ở dưới chùa Pháp Thường, quý sư cô tu xong ngồi nghe thầy giảng buổi sáng trực tiếp. Mấy sư cô muốn hỏi những câu hỏi gì được luôn, nhưng nó phụ thuộc đường truyền internet của thầy, thầy đang cố gắng. Và bên Mỹ, Úc, Canada có thể tạo thành những cái nhóm như thế. Còn nếu không có cái nhóm như vậy, đăng ký nó hết cái chương trình rồi đó, thì quý vị vô internet. Nó có internet, tức là trang web vô lượng thọ.vn, nó có một cái màn hình đó, quý vị vô trong đó là thấy thầy giảng trực tuyến luôn. Anh này, anh Đức Quang này đã phát Bồ Đề Tâm mua được cái chương trình này, mà Việt Nam mình đã có 2 năm nay, gọi là nhà nước hợp trực tuyến. Trực tuyến thì hôm nay mình mới biết được cái chương trình này, và hôm nay mới đủ duyên thầy ngồi lại đây có một cái đạo tràng. Khi mình ngồi tại đây giảng là cái trang web 25.000 người, người ta vô đó người ta nghe trực tuyến. Quý vị quan hệ không ạ? Sáng hôm nay anh nói với chúng tôi, tự nhiên chúng tôi quá trời mừng luôn. Và anh nói anh mua được cái máy khoảng 10.000 đô, anh đặt ngay vị trí đó đó, ngay vị trí cái máy quay phim á, thì khi mà những người khắp chơi nơi trên thế giới á, là thấy cái cảnh của thầy ở đằng sau nó treo một cái bức màn á, thì nó nhiều cảnh của Phật thánh chúng và rất là đẹp, giống như thầy ngồi trong một cái hội trường mà nó đầy đủ tiện nghi. Cái máy này nè, cái máy này là 3 tuần lễ nữa mới ra, mà máy này nó tối tân hiện đại nhất thế giới. Anh phát tâm cúng dường cái máy này. Mà không ngờ cái duyên của thầy hôm nay tụ lại tại địa điểm này mà thầy lại có một cái duyên, mà nhiều cái thuận duyên cho thầy như vậy. Thuận duyên. Nhưng muốn đủ cái duyên này được thì đại chúng phải nỗ lực tinh tấn chân thật tu hành và đúng theo cái quy trình của thầy trụ trì sắp xếp, thì nhờ cái công đức đó nó bảo bọc, bảo tồn được. Hôm nay thầy quay trở về lại đây, thầy ngồi tại đây, thì thầy muốn khi thầy giảng buổi sáng này thì toàn thế giới được nghe trực tiếng. Cái điều này anh Đức Quang này làm được. Anh đã đưa mọi chương trình lên trên bàn phím, bàn phóng, và anh đã sắp xếp xong hết cho thầy. Đó là cái duyên của anh đã giúp cho thầy. Mà anh này là có một cái trình độ và là một người mà rất là giỏi. Thầy nghĩ anh giúp được cho thầy. Pháp danh Diệu Âm Đức Quang. Hai vợ chồng, vợ là Diệu Âm Liên Trang, từ bên San Jose bay thẳng qua bên Tô Lân Tô gặp thầy và xin quy y. Thì đó là một cái duyên mà hôm nay là ngày đầu tiên chúng tôi muốn nói. Và chiều hôm nay thì cái đĩa này đã được lên trang web vô lượng thọ.vn. 20 mấy 30 ngàn người khắp nơi trên thế giới nên nghiên cứu liên lạc được và coi được cái thời gian. Thầy hôm nay kéo đường truyền internet vô đây. Nếu nhanh nhất, nếu mà nhanh nhất đủ duyên thì ngày mai, sáng ngày mai đã được đưa lên trên trang web rồi. Đưa lên trang web đã phổ biến rồi. Còn không thì chúng tôi sẽ từ từ sắp xếp cái chương trình. Bởi vì internet vào đây rồi á, thì nó được mới phổ biến đường truyền trực tiếp đó. Đường truyền trực tuyến đó. Cho nên quý chư ni nếu mà đủ duyên về dưới đó, thì thầy cũng muốn 26 xuống chùa Pháp Thường gặp quý chư ni, coi thử chỗ ở làm sao. Và thầy cũng muốn thiết đặt một cái phòng đường truyền trực tuyến này cho chư ni. Quan hệ không? Thưa quý vị, nãy giờ chúng tôi nói một tiếng rồi đó. Vì sao quý vị ngồi lắng nghe mà thấy thời gian qua nhanh? Vì cái tâm quý vị không tán loạn, không lo âu, không suy nghĩ, không tính toán gì cả, chỉ ngồi dưới đó tập trung lắng nghe. Cái lời chúng tôi đi vào tâm quý vị, nó tạo thành sức định. Mà khi được vào định rồi, nó phi không gian và thời gian. Phi không gian là có những lúc ngồi nó quá chừng nóng luôn mà thấy mát. Phi thời gian là thời gian qua rất nhanh. Mà khi mình nhập vào được như vậy đó, thì gọi là niềm vui khi nghe Pháp và niềm vui người giảng Pháp. Mà hai cái niềm vui này cộng lại đó, gọi là tự lợi và lợi tha ha. Và tự giác và giác tha, và giác hạnh viên mãn. Muốn giác hạnh viên mãn phải về tới Cực Lạc gặp Phật A Di Đà, thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đây là con đường đi sinh lộ. Sinh lộ là đi trên con đường này, giảng sinh Cực Lạc và thành Phật sớm nhất, chúng tôi gọi là sinh lộ. Chúng tôi nghĩ nếu mà mỗi buổi sáng chúng tôi dành thời gian, chúng tôi tu xong chúng tôi giảng như vậy, cái Bồ Đề Tâm của quý vị nó sẽ tăng trưởng đến cái mức độ là Phật ơi, con muốn vãng sanh.
thì Phật hiện đưa quý vị đi. Vì sao? Vì đã đủ đầy đủ thiện căn phước đức. Vì sao đầy đủ thiện căn phước đức? Vì cái môi trường này nó quá là tuyệt. Môi trường này quá tuyệt. Người ta lo hết ăn uống tất tần tật mọi thứ, và có phòng vãng sanh cho mình luôn, khí hậu mát mẻ như vậy, và chỉ có ăn rồi niệm Phật không? Chẳng lẽ không đủ? Nhưng vì sao mình niệm Phật bao nhiêu năm nay mà không đủ? Vì sao? Vì mình chưa buông xả. Phải xả ly ta bà rồi mới hân nguyện tịnh độ. Xả ly là xả ly ngã chấp. Cái thân này còn dính, đau bệnh cũng sợ nè, làm nhiều một chút là cũng sợ nè, rồi nó hơi đói khát một chút là thấy cũng sợ đói, sợ bệnh, sợ cái thân này mất, sợ cái thân này bệnh, sợ cái thân này già, sợ cái thân này ốm, sợ cái thân này mệt, phải ngủ nhiều cho nó mới đủ, là chấp ngã, không được vãng sanh. Niệm Phật làm sao buông cái ngã chấp này xuống. Và chấp pháp là nhà cửa xe cộ ruộng vườn châu bò, nhất là mấy bà cụ ở đây đôi dép đứt bà con giữ nghe, nguy hiểm. Không phải thầy kêu quý vị đập đổ bỏ nó đi, nhà cửa đốt đi, tiền bạc bỏ đi, vợ con đuổi ra đi. Không phải. Bỏ đây là bỏ cái chấp. Có nhà xài chơi tạm thôi, có tiền xài chơi tạm thôi, không cho nó là lý tưởng cao, là quan trọng. Xả luôn cái pháp chấp. Mà khi ngã chấp pháp chấp xả rồi, chỉ có chấp trì danh hiệu A-di-đà Phật, hoặc một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bảy ngày. Phật và thánh chúng tay cầm đài vàng tiếp dẫn đứa bé đó 10 tuổi giảng sanh. Ba của đứa bé đó đang tụng kinh A-di-đà. Đứa bé 7 tuổi hỏi ba: ba làm gì vậy? Ba đọc cái gì vậy? Ba đang đọc kinh A-di-đà. Kinh A-di-đà là kinh gì ba? Kinh A-di-đà là kinh mà nói về cảnh giới cực lạc. Cách đây 10 muôn ức cõi có cảnh giới tên là cảnh giới cực lạc. Vì sao là cực lạc? Vì cảnh giới này niềm vui nó tồn cùng cực, không có sự đau khổ, vắng mặt tất cả những sự đau khổ, tiếng khổ còn không có, làm gì có sự khổ. Và Phật A-di-đà thành Phật 10 kiếp đang thuyết pháp bên đó, ba muốn về bên đó, cho nên ba tụng kinh này. Ba ơi, ba cho con được ba, bây giờ ba cho con về bên đó được không? Kêu cha chưa đủ lực, chưa đủ sức, chừng nào Phật A-di-đà xuống đây rước cha mới được đi về. Vậy con làm sao về cha? Kêu con niệm A-di-đà Phật đi, Phật A-di-đà sẽ xuống dắt con về. Kêu dạ. Bắt đầu nó cái A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Nó niệm từ 7 tuổi đến 10 tuổi. 10 tuổi đứa bé này chân thật niệm 3 năm Phật A-di-đà rước về cực lạc. Thì Phật A-di-đà báo cho nó 3 ngày sau sẽ rước. Nói ba ơi ba, hôm trước ba nói về cái chuyện mà ba tụng kinh, ba niệm Phật, Phật A-di-đà xuống rước. Thôi con đi về trước ba nha. Phật A-di-đà báo con 3 ngày nữa Phật A-di-đà xuống. Ôi cha, ông nghe cái ông tin liền. Ông hỏi báo làm sao? Nó kêu Phật xuống cái Đức Quan Âm, Đức Thế Chí và hàng thánh chúng hào quang đẹp lắm. Con ngồi Phật cười. Phật kêu 3 ngày nữa Phật đưa đài sen, Phật đưa về. Ô, hỏi bây giờ con muốn, con có tâm nguyện gì trước khi con về? Con muốn mời mấy đứa bạn trẻ con đến á, con cho ăn cơm với nhau nữa rồi con về. Nhưng mà chắc nó không tin đâu, nó không biết gì đâu, mấy đứa nhỏ đó chắc nó không biết gì đâu. Thôi con để con đi về trên đó ngang ba, cũng ăn cơm với mấy đứa nhỏ xong nó đi về. Ủa sao kỳ vậy, sao kỳ vậy? Mình mấy năm nay sao mình chưa giảng sanh ta? Lý do gì ta? Phật có vấn đề hay là mình có vấn đề? Vì sao đứa bé đó làm được mình làm không được? Vì sao? Coi lại đi. Cái này là ba của đứa bé đó nói cho Hòa Thượng. Hòa Thượng Tịnh Không nói trong băng chúng tôi nghe. Vì sao có những người ở đây 6-7 năm không về được? Vì mình còn chấp trước, phân biệt, tự tư tự lợi, chấp ngã và chấp pháp, không lo tích lũy công đức. Ngày đêm có đạo tràng như vậy mà không biết ra niệm Phật, hưởng của tam bảo nhiều quá mà không biết tu, coi chừng chết. Càng ngày thiện căn phước đức không có mà lại giảm nữa, tội càng tăng nữa. Bây giờ ở trong chùa không chấp hành đúng quy luật của thầy trụ trì, nó phá hủy cái quy luật nó rồi, cho nên thành ra tổn phước, nguy hiểm. Mà nếu thầy trụ trì mà không sắp xếp mà cứ đồng lõa với họ, hoặc giao cho những cái chú mà đồng lõa với họ, thì một thời gian thầy trụ trì cũng đọa địa ngục luôn. Bởi vì thầy trụ trì cái phước không đủ để cứu chữa những người này nữa. Chết không? À, vì vậy cho nên thành ra chúng tôi muốn cái đạo tràng những người về đây phải chân thật tu hành và lấy cái sự vãng sanh làm chính, chứ đạo tràng này không phải lấy danh lợi.
Mà nếu đạo tràng nào mà lấy chân thật tu hành làm chính đó nha, thì đạo tràng này có Phật lực gia trì, không có ai phá hủy nội đạo tràng này. Chỉ trong nội bộ đó mới phá hủy được thôi. Con vi trùng trong con sư tử mới giết được con sư tử. Nếu mà cái tình trạng như vậy mà chúng tôi giao cho các chú quản lý một thời gian nữa là tiêu. Tiêu. Đóng cửa liền. Nguy hiểm. Hôm nay chúng tôi quay trở lại đây. Mà chúng tôi nói nó hơi trễ đó quý vị. Hơi trễ, chúng tôi quay lại không được sớm lắm. Vì vậy cho nên hôm nay chúng tôi quay lại đây. Vì sao mà đóng cửa vậy? Bây giờ chúng tôi đi giảng các nơi, chúng tôi nghĩ rằng những người ở trong này người ta tu rất chân thật. Nhưng mà có một số phần tử họ không chân thật. Kỳ cục. Họ là ảnh hưởng, nhưng mà ảnh hưởng phá không nổi. Bây giờ cái lực lượng niệm Phật quá đông, cái sức tu nó quá tốt, cho nên cái lực lượng kia nó ít hơn. Cho nên thành ra kịp thời. Kịp thời. Vì vậy cho nên thành ra hôm nay chính thức chúng tôi ngồi tại đây. Mỗi buổi sáng chúng tôi có công phu là chúng tôi giảng. Nhờ từ 2007 đến 2010, ngày nào cũng đè các cụ ra giảng, giảng riết lên tay nghề. Hôm nay chúng tôi muốn tái diễn lại. Ngày nào cũng giảng, mỗi buổi sáng giảng ha. Từ trường hợp đi phóng sanh. Vì vậy cho nên chúng tôi muốn cái đạo tràng này về tại đây toàn bộ chư ni và toàn bộ quý Phật tử và toàn bộ các chú học một thầy, là thầy trụ trì ở đây. Hôm nay chúng tôi muốn những điều giảng của chúng tôi cho quý vị nghe 1 năm, 2 năm, 3 năm, 10 năm và suốt đời chỉ một lối giảng của chúng tôi, để cho toàn bộ các chú tập trung vô một thầy. Đó là hướng dạy sư thừa của Ngài Lý Bỉnh Nam. Hôm nay chúng tôi không muốn một chú nào, và chú Hiền vĩnh viễn từ giờ trở đi chỉ là người trong chúng, không được lên ngồi đây để nói chuyện với mọi người nữa. Vì hai người là hai con đường. Tuy rằng chú là người phụ thuộc vào đường hướng của thầy để thầy truyền thừa để hướng dẫn, nhưng nhiều lúc cái tâm phiền não của các chú nó còn, cho nên thành ra cái sự thay đổi về trong cái cách tu á nó trở ngại. Không phải chúng tôi chê chú là dở, mà không phải chúng tôi không muốn thấy chú hơn thầy mà thầy gọi rằng là không thích. Không phải như vậy, mà thầy muốn cho tất cả những người về đây theo đường hướng một vị, cũng như là thay theo đường hướng của Hòa Thượng Tịnh Không là 7 năm nay, và đặc biệt Hòa Thượng Tịnh Không mà Hòa Thượng Quảng Hiển qua thỉnh về đó, mà có cái giấy của Ban Tôn giáo Chính phủ và Phó Ban Tôn giáo Chính phủ là cái chú Hà đã ký đó, mà người Bộ Nội giao của đất nước Việt Nam mình, chúng tôi có cái đĩa đó, chúng tôi tặng cho quý chư ni, và chúng tôi sẽ đưa cái đĩa này lên trên mạng. Bộ Nội giao nước Việt Nam qua thỉnh Hòa Thượng về, và có cái đĩa này luôn nha. Chúng tôi có văn bản này hết nha. Và Hòa Thượng sẽ hứa là sang năm sẽ về Đại Tùng Lâm trước, rồi ở Sài Gòn, ở Đà Nẵng, ở Hà Nội và Hạ Long, gọi là Quảng Ninh đó, Hòa Thượng sẽ về. Mà chúng tôi là người trong ban sắp xếp, mà khi về là có cô Phật tử thuê một chiếc máy bay qua tới bên đó đưa Hòa Thượng về. Thì hôm trước lễ viếng xong, Hòa Thượng nói rằng khi Hòa Thượng Tịnh Không báo ngày về, ban tổ chức về đây sắp xếp xong á, thì tôi sẽ qua bên đó có chiếc máy bay á, rước Hòa Thượng về. Giác Nhàn hỏi bữa đó con có được đi không Hòa Thượng. Hòa Thượng nói thầy trong ban tổ chức mà, tôi xếp cho thầy đi chứ có gì đâu. Thì Hòa Thượng muốn làm một cái nhà rất lớn chứa 10.000 người ở dưới Đại Tùng Lâm. Hòa Thượng sẽ sắp xếp làm cái nhà này là 2 tỷ mấy để 10.000 người ở trong cái nhà đó. Và không những 10.000 người mà mấy chục ngàn người như lễ vía là sang năm như vậy. Cho nên thành ra chúng tôi khi thấy Hòa Thượng Tịnh Không và Ban Tôn giáo Chính phủ cũng như là Bộ Ngoại giao qua mời về, thì cái cơ hội để mình phổ biến pháp môn của Hòa Thượng là có cơ hội đến, phải không ạ? Nếu Hòa Thượng Tịnh Không là ngoại lai, là Hòa Thượng Tịnh Không là người mà tu không đúng chánh pháp, thì nhà nước mời về làm gì, giáo hội mời về làm gì?